Chào mừng các em đến với kênh Thầy Liêm. Hôm nay cô mời các em cùng theo dõi môn lịch sử lớp 8 trang 7 đến trang 11, chương 1 Châu Âu và Bắc Mỹ từ nửa sau thế kỷ 16 đến thế kỷ 18. Bài 1 Cách mạng tư sản Anh và chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mỹ. Các em quan sát ở sách giáo khoa lược đồ nơi diễn ra một số cuộc cách mạng tư sản thế kỷ 16, thế kỷ 18. Bài 1 Cách mạng tư sản Anh và chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mỹ. Thì học xong bài này các em sẽ xác định được trên lược đồ, trên bản đồ thế giới địa điểm diễn ra cách mạng tư sản Anh và chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mỹ. Trình bày được những cái nét chung về nguyên nhân, kết quả, ý nghĩa, tính chất của cách mạng tư sản Anh, chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mỹ, nêu được một số đặc điểm chính của cách mạng tư sản Anh, chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mỹ. Em biết gì về hai nhân vật lịch sử ở các hình bên? Hãy chia sẻ hiểu biết của em về những sự kiện lịch sử liên quan đến các nhân vật đó. Thì các em quan sát hình bên đây là hai nhân vật Oliver Cromwell 1599-1658, hình 1.2 là Washington 1732-1799. Đầu tiên, hình Oliver Cromwell là một nhà lãnh đạo chính trị và quân sự người Anh, người đóng vai trò quan trọng trong việc thành lập nền Cộng hòa ở Anh. Ông là một trong những chỉ huy của lực lượng quân đội mới đánh bại những cái người bảo hoàng trong cuộc nội chiến Anh. Tiếp theo là Washington, là một nhà lãnh đạo quân sự chính khách người Mỹ, là người lãnh đạo lực lượng yêu nước giành chiến thắng trong cuộc chiến tranh giành độc lập của quốc gia. Ông chủ trì thực hiện hội nghị lập hiến năm 1787, thành lập Hiến pháp Hoa Kỳ và Chính phủ Liên bang. Tiếp theo, một nhỏ cách mạng tư sản Anh. Em có biết tầng lớp quý tộc mới có quyền lợi kinh tế gắn liền với giai cấp tư sản, muốn xóa bỏ những trở ngại của quan hệ sản xuất phong kiến, nhưng quyền lợi chính trị địa vị xã hội của họ phải gắn bó với chế độ phong kiến. A nhỏ, nguyên nhân. Vào đầu thế kỷ 17, nước Anh có nền kinh tế phát triển nhất châu Âu. Công nghiệp lên dạ phát triển đã dẫn đến nghề nuôi cừu trở nên có lợi nhất. Số đông quý tộc vừa và nhỏ chuyển sang kinh doanh theo lối tư bản chủ nghĩa, đuổi tá điền rào đất, biến ruộng đất thành đồng cỏ để chăn nuôi cừu. Họ trở thành tầng lớp quý tộc mới, nông dân không có đất để trồng trọt chăn nuôi, cuộc sống vô cùng khổ cực. Xã hội dần dần phân hóa thành những giai cấp có địa vị kinh tế chính trị khác nhau và chia thành hai phe đối lập. Một bên là vua và các thế lực phong kiến, một bên là giai cấp tư sản, tầng lớp quý tộc mới, nông dân và bình dân thành thị. Sự thay đổi về kinh tế, những mâu thuẫn gay gắt giữa tư bản quý tộc mới với chế độ quân chủ chuyên chế, bên cạnh những cái mâu thuẫn của giữa nông dân với địa chủ quý tộc, dẫn tới cuộc cách mạng lật đổ chế độ phong kiến, xác lập quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa. Năm 1640, do cần tiền để đàn áp cuộc khởi nghĩa của người Scotland, vua Charles I phải triệu tập quốc hội, gồm đa số đại biểu là quý tộc mới và tư sản, nhằm tăng thêm các khoản thuế mới. Mâu thuẫn giữa giai cấp tư sản quý tộc mới với cái thế lực phong kiến phản động ngày càng gay gắt. Đầu năm 1642, vua Charles I chạy lên phía bắc London chuẩn bị lực lượng. Tháng 8 năm 1642, vua tuyên chiến với quốc hội, cách mạng bùng nổ. Các em quan sát hình 1.3 sơ đồ diễn biến chính của cách mạng tư sản Anh. Tháng 8 1642 thì cách mạng bùng nổ. 30 tháng 1 1649 thì vua Charles bị xử tử, nền Cộng hòa được độc lập. Rồi 1658 thì nền quân chủ phục hồi, 1688-1689, chính biến chế độ quân chủ lập hiến ra đời. Câu hỏi 1, nguyên nhân nào dẫn đến sự bùng nổ cách mạng tư sản Anh?
thì nguyên nhân dẫn đến sự bùng nổ cách mạng tư sản ở Anh đầu tiên là nguyên nhân sâu xa. Nguyên nhân sâu xa là do sự phân hóa giai cấp chia thành hai phe đối lập, vô và các thế lực phân kiến, giai cấp tư sản, tầng lớp quý tộc mới, nông dân và bình dân thành thị. Sự thay đổi về kinh tế dẫn đến mâu thuẫn gay gắt giữa tư sản quý tộc với chế độ quân chủ chuyên chế. Bên cạnh những mâu thuẫn cũ, thì cách mạng lật đổ chế độ phong kiến xác lập quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa. Tiếp theo nguyên nhân trực tiếp, xoay quanh vấn đề tài chính thì chính sách tăng thuế khiến mâu thuẫn giữa tư sản quý tộc mới với thế lực phong kiến phản động ngày càng gay gắt. Tháng 8 năm 1642, vua tuyên chiến với quốc hội cách mạng bùng nổ. Câu hai nhỏ hãy xác định trên lực đồ trang 7 địa điểm diễn ra cách mạng tư sản Anh. Như vậy thì các em hãy mở lực đồ ở trang 7. Chúng ta sẽ xem phần ghi chú để chúng ta xác định cái địa điểm diễn ra cách mạng tư sản Anh. B nhỏ, kết quả ý nghĩa tính chất và đặc điểm chính. Thì cách mạng tư sản Anh đã lật đổ chế độ quân chủ chuyên chế, mở đường cho chủ nghĩa tư bản ở Anh phát triển nhanh chóng. Đánh giá về thắng lợi của cách mạng tư sản Anh, các Marx cho rằng thắng lợi của giai cấp tư sản có nghĩa là thắng lợi của chế độ xã hội mới. Thắng lợi của chế độ tư hữu tư bản, chủ nghĩa đối với chế độ phong kiến. Tuy nhiên, cuộc cách mạng này mang tính chất không triệt để vì không xóa bỏ được tận gốc chế độ phong kiến và giải quyết vấn đề ruộng đất của nông dân. Đặc điểm chính của cách mạng tư sản Anh là do tầng lớp quý tộc mới và tư sản lãnh đạo diễn ra dưới hình thức một cuộc nội chiến thiết lập chế độ quân chủ lập hiến. Câu hỏi 1 trình bày ý nghĩa, kết quả ý nghĩa tính chất và cách mạng tư sản Anh. Về kết quả thì lật đổ chế độ phong kiến, mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển. Chế độ quân chủ lập hiến được thiết lập. Về ý nghĩa thì thắng lợi của giai cấp tư sản là thắng lợi của chế độ xã hội mới, của chế độ tư hữu tư bản chủ nghĩa đối với chế độ phong kiến. Về tính chất thì đây là một cuộc cách mạng không triệt để, không xóa bỏ tận gốc chế độ phong kiến, chưa giải quyết được vấn đề ruộng đất của nông dân. Khai nhỏ đặc điểm chính của cách mạng tư sản Anh. Thì đặc điểm chính của cách mạng tư sản Anh đó là do tầng lớp quý tộc mới và tư sản lãnh đạo diễn ra dưới hình thức một cuộc nội chiến thiết lập chế độ quân chủ lập hiến. Hai nhỏ, chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mỹ. A. Nguyên nhân chiến tranh và sự thành lập Hợp Trung Quốc Mỹ. Thì sau khi phát hiện ra châu Mỹ thì nhiều nước châu Âu đã tiến hành xâm chiếm lục địa này. Đến đầu thế kỷ 18 thì thực dân Anh đã thành lập 13 thuộc địa ở Bắc Mỹ. Sự phát triển kinh tế theo con đường tư bản chủ nghĩa ở 13 thuộc địa đã làm sâu sắc hơn mâu thuẫn giữa các thuộc địa với chính gốc, chính quốc. Các tầng lớp nhân dân thuộc địa thì bao gồm tư sản, chủ nô, công nhân, nô lệ đều đấu tranh chống ách thống trị của thực dân Anh đòi giải phóng tự do phát triển kinh tế và văn hóa. Tháng 12 1773, để phản đối chế độ thuế vô lý của thực dân Anh thì nhân dân cảng Boston đã tấn công 3 tàu chở chè của Anh. Đại biểu các thuộc địa Bắc Mỹ đã họp đòi vua Anh xóa bỏ các luật cấm vô lý. Vua Anh không chấp nhận yêu cầu đó và tuyên bố sẽ trừng trị nếu các thuộc địa nổi loạn. Tháng 4 năm 1775, cuộc chiến tranh bùng nổ giữa thực dân Anh và 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mỹ. Các em quan sát hình 1.4 sơ đồ những sự kiện chính trong chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mỹ.
Tháng 12 năm 1773, thì nhân dân cảng Boston đã tấn công ba tàu chở chè của Anh. Rồi tháng 4 năm 1775 thì chiến tranh bùng nổ. Tháng 7 năm 1776 thì Hợp Trung Quốc Mỹ được thành lập. Tháng 10 năm 1777 thì chiến thắng Saratoga, bước ngoặt của cuộc chiến tranh. Tháng 10 năm 1781 thì chiến thắng Kỳ Ốc Tàu, chiến tranh kết thúc. Rồi 1783, ký hòa ước Paris, Anh công nhận nền độc lập của 13 thuộc địa. Câu hỏi 1, nguyên nhân nào dẫn đến chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mỹ? Thì nguyên nhân dẫn đến chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mỹ thì có các nguyên nhân. Nguyên nhân sâu xa, đầu thế kỷ 18 thì người Anh đã thành lập 13 thuộc địa Bắc Mỹ. Sự phát triển kinh tế theo con đường tư bản chủ nghĩa đã làm sâu sắc hơn mâu thuẫn giữa các thuộc địa với chính quốc, chế độ thuế vô lý của thực dân Anh. Còn nguyên nhân trực tiếp đó là do nhân dân cảng Boston đã tấn công ba tàu chở chè của Anh. Cho đến tháng 4 1775 thì chiến tranh bùng nổ giữa thực dân Anh và 13 thuộc địa ở Anh Bắc Mỹ. Rồi các em hãy xem lại cái lượt đồ trang 7 và cái phần ghi chú để chúng ta xác định cái địa điểm diễn ra chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mỹ. B nhỏ, kết quả, ý nghĩa, tính chất và đặc điểm chính. Thì chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mỹ đã lật đổ ách thống trị của thực dân Anh, đưa đến sự thành lập Hợp Trung Quốc Mỹ và mở đường cho kinh tế tư bản chủ nghĩa phát triển. Các em theo dõi đoạn tư liệu, Lenin khẳng định chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mỹ là cuộc chiến tranh vĩ đại, chiến tranh thật sự giải phóng, thật sự cách mạng. Theo Lenin, toàn tập nhà xuất bản Sự thật 1971 trang 70. Thì tuyên ngôn độc lập của Hợp Trung Quốc Mỹ có đoạn viết như sau: chúng tôi cho rằng những sự thật sau đây là hiển nhiên. Mọi người sinh ra đều có quyền bình đẳng, tạo hóa ban cho họ những quyền không thể tước bỏ. Trong số những quyền ấy có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc. Thì chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mỹ mang tính chất là một cuộc cách mạng tư sản, có ảnh hưởng đến phong trào đấu tranh giành độc lập của nhiều nước vào thế kỷ 18 đầu thế kỷ 19. Thì đặc điểm chính của chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh là do tầng lớp chủ ngôn và tư sản lãnh đạo diễn ra dưới hình thức cuộc chiến tranh giải phóng, thiết lập chế độ Cộng hòa Tổng thống. Các em quan sát hình 5, đây là tuyên ngôn độc lập của Hợp Trung Quốc Mỹ 1776. Câu hỏi 1. Khai thác tư liệu trên và thông tin trong mục. Hãy cho biết kết quả, ý nghĩa, tính chất của cuộc chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mỹ. Về kết quả như sau. Kết quả đã lật đổ ách thống trị của thực dân Anh, thành lập Hợp Trung Quốc Mỹ, mở đường cho kinh tế tư bản chủ nghĩa phát triển. Về ý nghĩa, là một cuộc chiến tranh vĩ đại có ảnh hưởng đến phong trào đấu tranh giành độc lập ở nhiều nước vào cuối thế kỷ 18 đầu thế kỷ 19. Tính chất là cuộc cách mạng tư sản. Câu 2, nêu đặc điểm chính của chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mỹ. Thì có đặc điểm chính là do tầng lớp chủ nô và tư sản lãnh đạo diễn ra với hình thức là cuộc chiến tranh giải phóng, thiết lập chế độ Cộng hòa Tổng thống. Tiếp theo, luyện tập vận dụng. Một nhỏ, sự tham gia lãnh đạo của tầng lớp quý tộc có ảnh hưởng như thế nào đến kết quả của cuộc cách mạng tư sản Anh? Thì sự tham gia lãnh đạo của tầng lớp quý tộc đóng vai trò quan trọng
quyết định chiến thắng của chủ nghĩa tư bản đối với chế độ phong kiến, báo hiệu sự suy vong của chế độ quân chủ chuyên chế. Câu 2. Lập bản hệ thống về nguyên nhân giai cấp lãnh đạo, kết quả, ý nghĩa, tính chất của cách mạng tư sản Anh và chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mỹ. Về nguyên nhân thì cách mạng tư sản Anh, nguyên nhân sâu xa là do sự phân hóa giai cấp chia thành hai phe đối lập. Sự thay đổi về kinh tế mâu thuẫn gay gắt giữa tư sản quý tộc mới với chế độ quân chủ chuyên chế. Bên cạnh những mâu thuẫn cũ, cách mạng lật đổ chế độ phong kiến, xác lập quan hệ tư bản chủ nghĩa. Còn chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mỹ. Về nguyên nhân sâu xa, đầu thế kỷ 18, người Anh thành lập 13 thuộc địa ở Bắc Mỹ. Sự phát triển kinh tế theo con đường tư bản chủ nghĩa làm sâu sắc hơn mâu thuẫn giữa các thuộc địa với chính quốc. Chế độ thuế vô lý của thực dân Anh. Còn nguyên nhân trực tiếp là nhân dân cảng Boston tấn công 3 tàu chở chè của Anh. Tiếp theo, về giai cấp lãnh đạo thì cách mạng tư sản Anh là do tầng lớp quý tộc và tư sản lãnh đạo. Còn chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mỹ là do tầng lớp chủ nô và tư sản. Về kết quả, cách mạng tư sản Anh lật đổ chế độ phong kiến, mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển, chế độ quân chủ lập hiến được thiết lập. Còn chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mỹ lật đổ ách thống trị thực dân Anh, thành lập Hợp Trung Quốc Mỹ, mở đường cho kinh tế tư bản chủ nghĩa phát triển. Tiếp theo về ý nghĩa. Về ý nghĩa thì cách mạng tư sản Anh có nghĩa thắng lợi của giai cấp tư sản là thắng lợi của chế độ xã hội mới, chế độ tư hữu, tư bản chủ nghĩa đối với chế độ phong kiến. Còn chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mỹ có ý nghĩa là một cuộc chiến tranh vĩ đại, có ảnh hưởng đến cái phong trào đấu tranh giành độc lập nhiều nước vào cuối thế kỷ 18 đầu thế kỷ 19. Cuối cùng về tính chất thì cách mạng tư sản Anh là một cuộc cách mạng không triệt để, không xóa bỏ tận gốc chế độ phong kiến, chưa giải quyết được vấn đề ruộng đất của nông dân. Còn chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mỹ có tính chất là cách mạng tư sản. Tiếp theo, vận dụng. Một, tìm hiểu thêm và cho biết câu nào trong bản tuyên ngôn độc lập của Hợp Trung Quốc Mỹ được Chủ tịch Hồ Chí Minh trích dẫn cho bản tuyên ngôn độc lập của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ngày 2 tháng 9 năm 1945. Thì câu trong bản tuyên ngôn độc lập của Hợp Trung Quốc Mỹ được Chủ tịch Hồ Chí Minh trích dẫn cho cái bản tuyên ngôn độc lập của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ngày 2 tháng 9 năm 1945 là tất cả mọi người sinh ra đều có quyền bình đẳng,
tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được. Trong những quyền ấy có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc. Tiếp theo câu 2, tìm hiểu thông tin từ sách báo Internet và cho biết mặt sau của đồng 2 đô la Mỹ in hình ảnh của sự kiện nào trong chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mỹ. Ý nghĩa của điều này là gì? Thì theo thông tin từ sách báo Internet thì tờ 2 đô la là tờ tiền duy nhất mà mặt sau của nó có in hình tổng thống và 42 vị chức cấp cao nhất, vị quan chức cấp cao nhất của nước Mỹ khi cùng nhau ký vào bản tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Mỹ năm 1774. Những con người xuất chúng và tài cao điển hình và nhất chốn thị trường, chốn nghị trường trên toàn thế giới. Trong suy nghĩ của người Mỹ, tờ 2 đô la mang lại may mắn, giúp cho những cái mơ ước gian dở trở thành hiện thực và mang lại thành công. Như vậy thì đến đây các em đã vừa cùng cô theo dõi môn lịch sử lớp 8. Thì sau khi xem xong các em thích thì hãy chia sẻ mọi người cùng xem. Và đừng quên đăng ký kênh thầy Liêm để được theo dõi những video tiếp theo nhé. Cô chúc em học tốt, cô chào tạm biệt các em.